xa trên cô quân hàng thang. Sơn Hoi ở hiệp 1 của trận đấu của Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái và nhỏ của anh. Và như vậy là trọng tài người Thái Lan Huy Watt vừa đổi tiếng gọi khai cuộc. Điểm xuất phát. Và bây giờ là lúc mà cầu thủ áo đỏ đang kiểm soát trái bóng. Văn Toàn. Ngoài biên phải là Trọng Hoàng. Rất tự tin. Đường chuyền vào bóng chân trái của Trọng Hoàng. Lỗi của số 8 vượt phía đội bóng áo đỏ. Chúng ta có được rất nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai ý tưởng của mình. Văn Toàn. Công thuật Trọng Hoàng rất nhịp nhàng. Công thuật phạt quân tay mất đá khiến cho bóng qua sao được đi đến nhiều hơn và nó đá phát triển không ngừng. Trận đấu này Huy đã từng nhắc lại trận đấu của chúng ta tại giải U20 thế giới gặp Honduras, một trận đấu mà chúng ta không có được kết quả thuận lợi, nhưng ở trong từng chi tiết chúng ta vẫn cảm nhận rằng nếu như chúng ta có thêm một sự tích lũy và kinh nghiệm thì đối thủ đó không phải là đối thủ mà chúng ta không có quyền đi tới những kết quả đủ tốt. Đúng là như vậy, tôi là người đã tường thuật trận đấu đó và U20 Việt Nam đã buộc rất tốt cho Honduras. Chúng ta sẽ lại buộc phạm lỗi phải nói là thô của số 18 Anson Hoi. Đường truyền của Quang Hải, Trọng Hoàng. Trong số các thành viên của đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu ở King's Cup năm 2019 thì Văn Toàn là người đã duy trì được phong độ tốt nhất trong nửa đầu của V-League 2019. À, cũng phải biết lượng sức, những pha va đập sẽ gây bất sức với các đội Việt Nam. Xuân Trường rất đẹp. Oh!
Yeah.